Xin chào anh chị nhà đầu tư ha Chào mừng anh chị mình đến với kênh youtube của em Kênh youtube chứng khoán NMC Finance Thì như thường lệ cuối ngày Em cũng ngồi lại với anh chị mình Để cùng nhìn nhận qua thị trường của chúng ta Trong phiên giao dịch ngày hôm nay Một phiên mà tàu lượng tương đối cảm xúc của thị trường đúng không à? ạ Thì đầu tiên thì anh chị mình cũng có thể thấy được là Cái việc mà trên thị trường của chúng ta Cái yếu tố đúng sai trên thị trường nó rất là khó nói Đúng không à? ạ Thì sáng thì có những cái cổ phiếu nó, nó sạc nhưng mà chiều có những cái gọi là chiều cũng chính những cái mạng cổ phiếu đó nó lại quay trở lại những cái vùng giá tham chiếu hoặc là quay trở lại những cái vùng giá xanh nên là anh chị mình thấy là cái yếu tố thị trường của chúng ta trong cái phiên ngày hôm nay là nó tương đối cảm xúc đúng không à? ạ? Thì cái vận động của thị trường ngày hôm nay á thì em cũng sẽ cập nhật với anh chị mình ở đầu phần đầu video này. Cái phần tiếp theo nữa em sẽ cùng cập nhật với anh chị mình đây chính là những cái vùng cơ cấu cái tài khoản của anh chị mình, cơ cấu cái danh mục của anh chị mình. Cái việc cơ cấu á thì nó sẽ là một cái yếu tố để mà anh chị mình loại bỏ đi những cái mã cổ phiếu yếu để mà mình thay vào đó mình cơ cấu qua những cái nhóm cổ phiếu mạnh. Tại vì sau những cái mỗi lần điều chỉnh sau những cái mỗi lần rung lắc của thị trường thì có những cái mà cổ phiếu gọi là siêu cổ phiếu xuất hiện đúng không à? ạ? thì trong những cái nhịp này anh chị mình cũng có thể thấy á là cái yếu tố khi mà nó giảm á thị trường của chúng ta giảm á thì cổ phiếu nào cũng giảm cả đúng không à? ạ? gọi là một cái tín hiệu giảm đồng loạt nhưng mà khi mà cái thị trường của chúng ta hồi phục lại phiên chiều anh chị mình sẽ thấy là cái yếu tố tăng á nó lại tăng một cách phân hóa đúng không ạ? có nghĩa hồi phục một cách phân hóa đúng không à, ạ thì anh chị mình thấy là những cái mạng cổ phiếu kể cả trong cái dòng anh chị mình thấy là cái dòng chứng khoán là những cái dòng mà nó có yếu tố rất là nhạy đúng không à, ạ anh chị mình thấy cts này thậm chí là sau những cái coi những cái nhịp độ điều chỉnh như thế này thì mình mới nhìn ra được cái con cts là những cái con nó có những cái trạng thái của một cái cái gọi là cái cổ phiếu gọi là cổ phiếu mạnh đúng không à, ạ thì anh chị mình thấy là hôm nay hồi phục nó của nó về mặt cuối phiên hồi phục gần trở lại gần bốn trong khi phiên sáng nó có lúc nó chạm giá sàn đúng ạ à, gọi là cái lúc nó lộ sàn gọi là có nghĩa là trong cái biên ngày hôm nay á là nó dao động đâu đó khoảng quanh 10 phần trăm đúng ạ à. thì à, cái thì à, ngồi ra, có những cái mạng cổ phiếu khác nó lại không hồi phục tốt như thế đúng mà có những cái mạng cổ phiếu như mình chứng khoán này anh chị thấy này chỉ có mọi cái con CTS là nó hồi nó hồi phục tốt thôi còn những cái mạng cổ phiếu khác thì EGR thì sánh nhẹ còn đa phần những cái cổ phiếu khác á, thì chị mình vẫn thấy nó đỏ tại vì sao chị tại vì cái nhịp giảm á, là giảm đồng loạt nhưng mà hồi nó lại hồi phân hóa đấy nên là vì thế mà trong sâu mọi cái nhịp độ điều chỉnh thì mình mới cần cơ cấu lại cái tài khoản đúng không à, ạ loại bỏ như đi những con yếu để mà chi để mình đưa vào những cái mã cổ phiếu nó có khả năng tăng giá sau mọi cái đợt điều chỉnh của thị trường đấy chính là cái tiềm năng gọi là của cái mã cổ phiếu và gọi là sau những cái giai đoạn như thế này nó mới tạo ra được những cái đồ nhận diện để cho anh chị mình biết cổ phiếu nào mạnh cổ phiếu nào yếu để mà mình cơ cấu đó là cái đầu tiên ha và cái yếu tố tiếp theo nữa thì em cũng sẽ phân tích với chị mình về những cái con nào là con khỏe trong những cái nhiệm này để cho chị mình có thể mình chú ý tới cho những cái điểm sau ha thì đầu tiên mình sẽ đi nói về cái vận động của thị trường trong cái phiên ngày hôm nay thì anh chị mình thấy là sáng nay thì như là những cái nhận định của em ở ở cái video ở cuối tuần á thì khi mà cái tin tức của những cái nhóm cổ phiếu lái nó xuất hiện thì chị mình thấy là phiên sáng ra thì thị trường của chúng ta cũng chịu ảnh hưởng bởi những cái mà cổ phiếu hàng lái đặc biệt là cái họ nhà a á thì anh chị mình thấy là sáng nay abs nó mở phiên là nó sang hết đó những cái con như con abs rồi nó sang này nói edg rồi nó cũng sang hay là abi cũng sang đúng không ạ nhìn chung là sáng ra cái họ này là cái họ mà nó tác động trực tiếp nhất và tác động bởi những cái cái cổ phiếu cụ thể nhất đúng không ạ cái tiếp theo anh chị mình sẽ thấy là bắt đầu những cái con mà gọi là gọi là một cái thuộc những cái họ lái khác trên cái thị trường của chúng ta giống như là con GIS cũng quay cũng quay ra sàn. Đúng ạ, hay là con VX này là cũng quay ra sàn, có nghĩa là họ của họ nhà anh Tuấn của Gila đúng không ạ? Thì có nghĩa là tâm lý của thị trường, tâm lý của nhà từ lúc đó là rất là sợ những cái cổ phiếu thuộc dạng hàng lái nên là bắt đầu nó có những yếu tố nó bán lan sang. Nhưng mà anh chị mình thấy này, cái yếu tố bán lan sang á thì mình phải đánh giá qua những cái yếu tố là đầu tiên, anh chị mình thấy là cái cổ phiếu á ngoài trừ cái nhóm ngành này bắt ra thì tác động trực tiếp thì không nói, nhưng mà anh chị mình thấy con vít này khi mà nó bán xuống đó, thì sao gì nó cũng về nền đúng ạ à, sau đó nó có yếu tố hồi phục về mặt cuối phiên ngày còn con ghét này anh chị mình thấy nè khi mà nó bị bán xuống thì sao gì nó cũng về nền đúng ạ à, thì sau đó sao gì thị trường ta gọi là cổ phiếu nó có những yếu tố hồi phục và nếu như nha mà anh chị mình có quan sát được những cái yếu tố trong phiên á là cái lúc mà cái thị trường của chúng ta bị bán á là anh chị mình thấy là chủ yếu gọi là cái yếu tố tâm lý nó lan sang những cái mã cổ phiếu khác trên thị trường bằng những cái lệnh MB nó làm cho cái cổ phiếu nó bị trượt giá rất là nhanh và cái lượng cầu ở đầu phiên á thì nó không có đối ứng có nghĩa là không có cái dòng tiền nào mà dạy gì ở đầu phiên mà người ta đi ra người ta đợi giá cả và một cái thị trường khỏe một cái phiên mà được xem như là yếu tố tăng giá anh chị mình sẽ thấy cái dòng tiền nó đỡ ở hai cái khung thời gian là hôm trước có đề cập với anh chị mình rồi á là sau 11 giờ và sau 14 giờ lúc đó là những cái lúc mà cái dòng tiền nó mới quyết định là nếu mà nó có vào á thì nó sẽ vào những cái khung thời gian đó chứ không cái dòng tiền nào mà nó đỡ giá ở từ giai đoạn đầu phiên cả nên là anh chị mình lưu ý ha và đầu phiên nó chính là những cái trạng thái thái mang tính chất tâm lý là khi mà anh chị mình thấy cái lực bán ra cái yếu tố gọi là nhà tư gọi là khi mà thấy cái lượng hàng lái người ta bán ra thì bắt đầu nhà đầu tư có lại trong những cái nhịp vừa rồi á bắt đầu chốt ra bằng những cái lệnh mb đúng mà thì nãy nó gọi là những cái lượng hàng ngắn hạn trên thị trường thì cái sóng ngành á là cái sóng mà hôm trước em có đề cập với anh chị mình là nó là một cái cấu trúc để mà nó loại bỏ đi những cái lượng hàng tơ cộng trong một cái quá trình đi lên đấy thì chủ yếu là cái lượng hàng bán mb ra này á thì không có được những cái lượng cầu đối ứng từ đầu phiên và em đánh giá với anh chị mình dòng tiền nó không đến gọi là nó không đỡ không dạy gì mà nó đỡ ở đầu phiên đâu nó chỉ đỡ ở những cái gọi là nếu mà nó yếu tố quyết định á thì nó phải đỡ gọi là nó tạo ra những cái sức ép về mặt thời gian á thì nó phải đỡ ở những cái dịp gọi là gần cuối phiên đặc biệt biệt là sau 14 giờ lưu ý ha đó nên là dòng tiền người ta không có vào để cứu tổ đỡ nhưng mà anh chị mình thấy một cái vấn đề ấy, là cái thứ nhất trong những cái phiên sáng nay cái tốc độ khớp lệnh và cái thanh khoản của thị trường không cao đấy nên nó mới tạo ra được một cái thế công bằng sớm đối với thị trường ha nếu mà cái vấn đề này anh chị mình có thể mình quan sát trong phiên ha và cái áp lực tâm lý từ cái 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 yếu tố từ đầu phiên á thì vô chung nó làm cho thị trường của chúng ta lấp trở lại cái vùng gáp gọi là lắp trở lại vùng gáp gần nhất đây là một cái vùng gáp hôm trước có đề cập với anh chị mình thị trường của chúng ta rất là dễ rất là dễ lắp tại vì gáp nó bùng nổ lên nhưng mà đây không phải là cái gáp sức mạnh là cái gáp sức mạnh nó phải là những cái gáp như thế này nè đấy mở biên xong chạy luôn đấy mở biên xong chạy luôn đấy thì nó sẽ tương đối khó lắp đúng không à. ạ đây là gọi là đây là gáp sức mạnh nha anh chị nha còn đây là cái gáp thì sao gì mở biên là gặp ngay cái vùng kháng cự đúng không à, ạ mở cái gáp ra gặp ngay kháng cự và sao gì yếu tố xung lực nó không đủ quyết liệt thì nếu mà chị mình có xem qua những cái nhận định của em hai phiên này nè thì chị mình cũng có thể biết được là cũng có thể đoán được là cái thị trường của chúng ta nó sẽ có những cái trạng thái nó lắp gáp đúng không à? ạ thì vô cùng chung cái điều này gọi là những cái tin tức về mặt cuối tuần ra vô cùng chung nó làm ra một cái tâm lý và nó tạo ra được những cái tố lắp gáp ngay trong cái phiên ngày hôm nay đây chính là một cái trạng thái tốt để mà cho những cái giai đoạn sau á anh chị mình mua bán nó rất là dễ lưu ý à chọn những điểm mua nó sẽ bớt đi những cái áp lực để mà giai đoạn sau nó lắp gáp có nghĩa là lắp gáp sống đấy là chính là một cái tín hiệu tốt đối với thị trường lưu ý à, và đây là một cái uh, yếu tố của thị trường và cái thị trường của chúng ta thì chị mình hôm trước cũng có cập nhật với chị mình về cái họ của Airbag này này là nó không ảnh hưởng nhiều đối với thị trường tại vì sao tại vì em cũng xin nhắc lại một vài cái yếu tố đầu tiên á, là nó cái mức độ ảnh hưởng nó không giống như là những cái thời điểm năm ngoái của gọi là nó không đủ lớn giống như là cái cái họ của flc hay là họ đúng không à? ạ có nghĩa là không tạo được những cái sức nóng giống như là hai cái cái yếu tố hai cái doanh nghiệp đó cái thứ hai á, là nó đã có những cái tiền lệ trước đây rồi cái thứ ba á, là sao anh chị là cái xu hướng của thị trường đang tăng thì những cái tin tức như thế nó chỉ tác động trong ngắn hạn đúng không ạ và nó sẽ không làm thay đổi cấu trúc về mặt xu hướng của thị trường của chúng ta đúng không ạ và sau những cái giai đoạn như thế này này thì bắt đầu những cái siêu cổ phiếu nó bắt đầu nó xuất hiện đúng không ạ anh chị thấy này từ những cái nhịp giảm điểm này em có gửi cho anh chị mình về những cái mã cổ phiếu đầu tiên là cái con CTE nó thì cũng nó cũng nó đâu gì nó xuất hiện ở đâu nó xuất hiện ở trong những cái lúc thị trường chung của chúng ta điều chỉnh Đúng ạ? À? Thì sau khi nhịp điều chỉnh xong này, anh chị không? Cổ phiếu nó tăng từ vùng giá 19 mà lên vùng giá 22.5 ngày hôm nay. Đúng ạ? À? Hay là những con nào nữa anh chị? Con DG này. Đúng không à? ạ? Đúng không à? ạ? Nó gọi là nó xuất hiện khi mà thị trường chúng ta điều chỉnh này. Tại hôm trước có đề cập với anh chị mình á, những cái con thị trường chúng ta chỉnh á, chưa chắc những con này nó về lại những vùng này đâu. Đúng ạ? À? Đây là những con khỏe hay là thậm chí CTS này đấy và đặc biệt sao anh chị và đặc biệt á thì chị mình thấy đó, là thị trường của chúng ta nó điều chỉnh á thì những cái con mà gọi là nó sẽ tác động bởi gọi là những cái con yếu thì mình không nói những cái con yếu là những con mà nó sẽ làm cho cái yếu tố thị trường chung giảm điểm và nó yếu tố tâm lý nhiều nhất và nó sẽ hồi phục một cách lâu nhất nha anh chị nha còn những con khỏe này cơ bản nó quay trở lại vùng nền nó test gáp thôi đúng không à? ạ còn như cts này hôm nay nó quay trở lại nền nó test thôi đấy sau đó xem chị hồi phục cuối rất là mạnh về mặt cuối phiên đúng không ạ có nghĩa là những cái con khỏe trong giai đoạn này á cùng lắm nó về nó test test lại cái vùng nền đây là những cái cái nhận định mà trước đây của em lúc mà thị trường chung chúng ta chưa điều chỉnh á em cũng đã có cập nhật với anh chị mình rồi á là một á là thị trường nếu mà điều chỉnh nó sẽ điều chỉnh ở một số cái một cái nhóm ngành gọi là nhóm ngành riêng lẻ hoặc là đời bởi tác động những cái mạng cổ phiếu trụ là cái thứ nhất cái thứ hai á là cung lắm những cái con này những cái con khỏe những cái con đã đã tạo ra được một cái trend tạo ra một cái thế mà nó vào một cái nhịp rồi á thì cung lắm nó sẽ về nó test lại cái nền này thôi đúng à đấy là giống như cts ngày hôm nay này quay trở lại test nên thôi bản chất nó đâu có vi phạm gì đâu đúng à cái điểm mua vị thế của chị mình dưới này này đấy thì chị mình cứ nắm giữ bình thường cho có gì đâu đúng à và đặc biệt là trong cái phiên sau này em cũng có phân tích với chị mình á là cái thị trường của chúng ta và cái quan trọng nhất là cái tốc độ khớp lệnh và cái khối lượng giao dịch lúc đó nó như thế nào chứ không phải là lúc nào anh chị mình cũng bán hoặc loạn ra lúc nào anh chị, chị mình cũng uh, gọi là bị chịu cái những cái yếu tố xoay vòng của thị trường có nghĩa là sáng nay anh chị mình bán ra hầu hết là các cổ phiếu là anh chị mình bán ngay cái vùng, cái vùng giá sàn đặc biệt là những cái lệnh mb của anh chị mình là chỉ gọi là nó kết, khớp chỉ những cái cổ phiếu gọi là những cái vùng giá là sang và gần sang thôi thì cuối phiên nó kéo ra lại như thế này thì nhìn như hầu như là rất là khó cho anh chị mình lưu ý ha đó là cái vấn đề của thị trường thì uh, thị trường của chúng ta này con uh, gọi là các à, cơ bản á thì à, giống như là em cũng sẽ phân tích với anh chị mình về một cái 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 chặt một giờ này thì à, trong cái trong phiên á em cũng có gửi trong cái room khách hàng của em á là cái chặt một giờ của viên đất nó có những cái sự biến động thu hẹp trở lại anh chị thấy không là những cái phiên này nè cái phiên này là cái áp lực bán này đúng không à? ạ thành khoản lớn này đúng không à? ạ đây là cái chặt một giờ nha anh chị nha đây là cái phiên áp lực bán này thành khoản này bắt đầu nó béo bé dần này đây cũng là một cái phiên bán này đúng không à? ạ thị trường cũng có những yếu tố gọi là nó nó giảm thanh khoản gì không thanh khoản bắt đầu nó hạ nhiệt hạ nhiệt dần qua từng cái giai đoạn và đặc biệt đó, là cái biên độ là nó cũng có bắt đầu có những cái sự thu hẹp. Cái phiên này này là cái phiên nó giảm 10 điểm, đúng không à? ạ? Lên trên này nó giảm còn bao nhiêu gì Nó giảm còn 9 điểm. Lên trên này, cái phiên ngày hôm nay nó giảm trong một cái chạc một giờ nó còn 7 điểm. Mà cái gọi là cái chín đi gọi là cái 10 điểm trong cái vùng ở dưới này á, gọi là trên này mà gọi là gọi là so với cái 7 điểm trên này á là nó sẽ tác động ít hơn lưu ý ha à, tại vì lúc đó là cái vùng của cái thị trường đang gì 1030 rồi đúng không ạ nó là càng lên cao mà cái biên độ nó càng thu hẹp như thế này anh chị không cái yếu tố lực giảm như thế này thì sao chị cái yếu tố lực đỡ nó bắt đầu nó có Đấy, nên là cái thị trường của chúng ta là một cái thị trường nó chịu tác động bởi những cái yếu tố tâm lý như thế đúng ạ à? và trong một cái cấu trúc đi lên của một cái xu hướng ngành hay là một cái sóng dòng thì nó bắt buộc nó phải tạo ra được những cái phiên như thế thì cái lượng hàng tê cộng nó mới ra được đúng ạ à? phải loại bỏ đi những cái lượng hàng tê cộng ra thì nói sao vậy thì lúc đó mới xuất hiện những yếu tố sóng dòng tại vì sao chị tại vì sóng dòng nó sinh ra để mà nó loại bỏ những cái lượng hàng tay cộng đó mà đúng à đấy nên là cái phiên ngày này nó tương tự như thế ha đó là cái cái vấn đề của thị trường của chúng ta và các nhịp điều chỉnh á thì trong một cái nhịp uh, điều chỉnh á, mà nó phải gắt như thế này á thì để mà nó loại bỏ đi những cái lượng hàng tay cộng ha thì anh chị mình thấy á, là cái uh, cái uh, một vài cái yếu tố mà trong lúc thị trường điều chỉnh á thì chị mình cần phải quan sát một số cái điều như sau để mà anh chị mình uh, cũng có thể mình đánh giá qua được ha chứ không phải chứ em thì cũng uh, cuối phiên em mới làm video video ha nên là để mà em đưa ra một cái số cái yếu tố á, để mà trong những cái giai đoạn tiếp theo nếu mà nó có những cái nhịp uh, xuất hiện những cái yếu tố điều chỉnh như thế thì nó sẽ xuất hiện một vài cái yếu tố để cho anh chị mình có thể mình chú ý nè. Đầu tiên á, là anh chị mình xem qua cái tốc độ khớp lệnh. Đúng không à. ạ? Cái thứ hai á, là anh chị mình xem qua cái lực bán và cái thanh khoản. Cái thứ ba á, là anh chị mình xem qua là cái yếu tố gọi là các dòng trên thị trường á, các dòng mang tính chất thị trường nó đã, đã đã vào sóng nó có tín hiệu giảm đồng loạt hay không? Đúng ạ? À. Nó có những cái dòng nào để mà nó giữ lại tiền cho thị trường của chúng ta hay không? giống như những cái nhịp này nè thị trường giảm nó đều có những cái mạng cổ phiếu đều có những cái dòng nó bật tăng để mà chi để mà nó níu giữ lại cái dòng tiền thậm chí những cái phiên như thế này này nó cũng đều có những cái dòng nó níu giữ lại cái dòng tiền thậm chí là phiên ngày hôm nay anh chị mình thấy là cái dòng khu công nghiệp á là cái dòng nó níu giữ lại cái dòng tiền cho thị trường đúng không ạ và hầu như nó không tạo ra những yếu tố nó giảm đồng loạt đúng không ạ đấy thì đó là cái yếu tố đầu tiên cái thứ thứ hai á là là cái việc mà cái sự phục hồi lại của cổ phiếu nó như thế nào và khi mà nó giảm á anh chị mình thấy là cái vùng hỗ trợ mạnh nhất của cổ phiếu chính là những cái vùng về kiệt thanh khoản đúng không ạ anh chị mình thấy cts này giảm cách mấy làm sao đây? đây là chính là những cái vùng kiệt thanh khoản đây là những cái vùng hỗ trợ mạnh nha anh chị nha có nghĩa là cái vùng nào á mà nó kiệt thanh khoản đấy chính là những cái vùng hỗ trợ mạnh đây sẽ là những vùng hỗ trợ mạnh này đây, đây sẽ là những cái vùng hỗ trợ mạnh này. Đấy, nên là khi mà nó điều chỉnh về đấy gặp lại những cái vùng hỗ trợ mạnh thì sao gì cổ phiếu nó có những yếu tố phục hồi lại rất, đó là nhanh ha à, thì trong cái phiên sáng nay em cũng có đi qua một số cái cập nhật để mà anh chị mình cũng có thể thấy được là uh, những cái video trước ấy, em cũng có đưa ra cho anh chị mình rồi á là cái thị trường của chúng ta này hiện tại đang lượng lự quanh cái ngưỡng vùng một nghìn thì cái tốc độ khớp lệnh chậm á nên là cái biến động trong những cái hai cái phiên vừa qua nó không quá lớn chủ đạo là nó giữ nhịp và nó dùng những cái mạng cổ phiếu trụ để mà nó đỡ giá trong lúc mà các thì các cổ phiếu khác bắt đầu nó cân bằng trở lại uh, sau những cái nhịp tăng thì trước yếu tố thông tin bắt bớ của nhà bắc này quy mô thì không lớn ảnh hưởng đến thị trường nó không nhiều thì những cái việc mà đã có tiền lệ trước đó rồi, đó giống như là của FLC, của LUIS này, năm ngoái nên là cái tin tức là không có yếu tố bất ngờ và cái yếu tố tin tức xấu xuất hiện trong một cái xu hướng thị trường và các cổ phiếu đang có sóng dòng á, nên là chủ đạo nó làm cái tâm lý và nó chỉ là những yếu tố tâm lý trong ngắn hạn, lưu ý ha. À. thì cái trường hợp này thị trường có phản ứng thì nó cũng sẽ quay trở lại nó lắp vùng 1.120 sớm thì sẽ tốt cho cái thị trường của chúng ta trong những nhịp độ sau. thì các dòng này hầu hết đang trong một cái yếu tố đều đang trong một cái yếu tố đi lên nên là có điều chỉnh rung lắc cũng chủ đạo là thay máu dòng tiền mới cho những cái nhịp độ tiếp theo thì khả năng nó sẽ mất vài phiên đầu tuần để mà nó tiêu hóa đi những cái yếu tố tin tức này thì và nó sẽ tạo được một cái vùng cản màng thì sau mỗi cái nhịp trận của thị trường này nó sẽ có một cái tính thời điểm của cổ phiếu mạnh nhất nó xuất phát cho những cái giai đoạn tiếp theo thì mỗi dòng mỗi ngành mỗi cổ phiếu nó đều có tính thời điểm này cả và cái việc mà phân hóa sau những cái nhịp trận lại của thị trường á thì nó sẽ xuất hiện trong những cái yếu tố này vì vậy mà đoạn này là một cái đoạn cơ cấu và ra sót lại các điểm mua gần đây và chuẩn bị cho những cái cổ phiếu và cái tính thời điểm mới cho những cái giai đoạn tiếp theo ha cái dòng chứng khoán vẫn là cái dòng khỏe nhất thị trường hiện đại các dòng còn lại giống như là bất động sản khu nghiệp hay là đầu tư công vẫn đang là những cái dòng nó đang có sống và chú ý là các cổ phiếu có những cái sự vận động cái nền và dự nhịp ở đoạn này á là ở đoạn đỉnh và gần đỉnh á thì nó sẽ dễ xuất phát khi mà thị trường của chúng ta nó điều chỉnh xong và nó tạo ra một cái tín hiệu đồng pha thì riêng đối với nhóm ngành dầu khí á, thì thứ sáu có một cái áp lực bán với một cái thanh còn lớn nên là nó sẽ mất thời gian trở lại nó có bằng thì cái dòng này thì thì mình vẫn sẽ theo dõi từ 2 đến 3 phiên sắp tới ha à, có nghĩa là trong cái phiên ngày mai chính là cái lượng hàng này về đấy thì theo dõi cái sự hấp thụ đó trong cái phiên ngày mai ha à, dòng banh chứng cơ bản vẫn đang là một cái dòng nó đang có những cái hiệu nó xuất phát đi lên thì thị trường của chúng ta tăng tăng trong những cái dịp đầu á nó sẽ chậm và vừa đi lên vừa hấp tụt nên là còn những cái giai đoạn cuối sống thì nó sẽ tăng rất là nhanh lưu ý à thì cơ bạn các dòng đều đi lên nên là đều có cơ hội và mang tính chất tổng thể nên là mỗi cái thời điểm mình sẽ lựa chọn một cái cổ phiếu hoặc là cái dòng để mà gọi là để mà đánh sau một cái nhịp rung lắc của thị trường ha và trong cái phiên này em cũng có đi qua cập nhật này lúc đó là khoảng đâu 10 giờ kém nè lúc đó là các cổ phiếu nó sàn hết rồi anh chị thì à, em cũng có đi qua cập nhật trong cái rung khách hàng của em là cái thị trường của chúng ta này đang gọi là đang chịu áp lực tâm lý đặc biệt các mã cổ phiếu có đầu lái và nó thuộc những cái dạng gọi là có media trên thị trường ha à, thì cái thanh khoản thấp chủ yếu là tâm lý có lại nhà đầu tư bán ra kéo theo cái tâm lý trên thị trường vì uh, cơ bản là các mã cổ phiếu đi lên một đoạn nên là những cái dòng gọi là mã cổ phiếu giống như abac này nó kéo thị trường chúng ta quay trở lại lấp lại cái vùng gáp một tốc độ khớp lệnh không cao trong vùng này nhưng mà các vị thế trên cao thì chị mình cần phải rủi ro quản trị rủi ro có nghĩa là những cái vị thế chị mình vừa mua vừa mua ở những vùng trên cao thì chỉ mình phải quản trị rủi ro những cái vị thế đó ha à, chứ còn bản chất sáng nay em đánh giá là tốc độ khớp lệnh của thị trường không cao và đặc biệt á là sớm là sàn á mà khớp lệnh không cao như thế thì khả năng nó sẽ cân bằng trở lại sớm lực gọi là lực chốt lại tuôn ra cùng lúc không có lực gọi là yếu tố cầu đối ứng nên là chủ yếu có những cái sự phản ứng chốt lại ra và thay máu là chính nha chị nha có nghĩa là anh chị mình thấy sao có nghĩa là khi mà nhà tư mình có lại gọi là các mà cổ phiếu nó đều tăng trong những cái nhịp độ vừa qua nhà tư mình hầu như là đều có lại đúng không à? ạ thì bắt đầu xem anh chị bắt đầu chị mình thấy cái đội lái đồ này kia này, này, này bị bắt rồi gì đó bị khơi tố rồi gì đó thì sao chị bắt đầu cái tâm lý nhà tư mình sao mình nó dùng những cái con này này để mà đe tâm lý của chị mình bắt đầu nhà tư mình thấy có lãi rồi đó bắt đầu mình chốt ra cổ phiếu nó trước biên chị mình chốt ra có nghĩa là nó vô, trở lại cùng một lúc đấy cùng một lúc nó đạp sang gọi là sang cái mạng cổ phiếu họ ai bắt hay là sang những cái mạng cổ phiếu lái khác giống như là con ghét đâu đó là nó sang đúng không à, ạ thì bắt đầu cái tâm lý nhà đầu tư sao gì bắt đầu chốt lại ra và chốt lại thì chị mình thấy là nó nó cu nó dồn về cùng một lúc á thì bắt đầu những cái lệnh mb nó sẽ xuất hiện những cái lệnh mb này nó làm cho cái cổ phiếu nó sẽ bị trượt giá rất là nhanh nhưng mà chị mình thấy là cái tốc độ khớp lệnh với là cái thanh khoản lúc đó nó không có cao thì em cũng có cập nhật trong cái room khách hàng của mình đó là những cái sự quan sát trong phiên lưu ý à thì thấy thị trường lắp ghép nhanh này nhưng mà tránh mua quá là sớm một hai phiên tới nó sẽ có những điểm cơ cấu và những cái điểm vào mới trong những cái nhịp này thì uh, trong cái những cái video tuần trước á em cũng có dự tính với anh chị mình là cũng có nói với anh chị mình là dự tính là trong thứ ba thứ tư tuần này nó sẽ có những cái điểm vào như thế nó sẽ có những cái cơ hội xuất hiện trên cái thị trường của chúng ta và ngày hôm nay là một cái phiên mà nó tạo được những cái tiền đề có nghĩa là nó lắp được cái gáp và nó loại bỏ đi những cái lượng hàng tới cộng ra thì những cái nhịp sau là anh chị mình đánh sẽ dễ hơn rất là nhiều lưu ý à đấy thì pha dụ nào này nó cũng có những yếu tố sóng gió và nó phải như thế nó mới loại bỏ đi được những cái lượng hàng tới cộng trong một cái quá trình đi lên để mà nó bước vào một cái chu kỳ mới đối với thị trường thì chủ yếu đầu phiên là tâm lý dòng tiền thường là những cái dòng tiền nó sẽ ở mọi cái khung thời khung, khung giờ là sau 11 giờ và sau 14 giờ thì sáng nay tận dụng cái tâm lý hàng lái đạp á dẫn đến những cái lượng hàng nhà tư có lại chốt ra nãy cùng một lúc mà nó không có cầu đối ứng nên là cổ phiếu nó bị trượt giá nhanh nhưng mà thanh khoản nó đi kèm với một kiểu tố thấp rồi à nói thì thị trường điều chỉnh này cổ phiếu mạnh xuất hiện sau những mọi những cái nhịp à, chứng lại hoặc là điều chỉnh á thì đó chính là những cái thời điểm của mọi cái nhóm ngành cổ phiếu nó nổi lên sau những cái nhịp này này nếu anh chị mình cũng uh, sáng nay là gọi là nó đạt như thế nhưng mà cũng chưa vào vội tại vì cái biên độ nó lớn thì nó sẽ cần cái thời gian nó cân bằng một đến hai phiên thôi chứ không có nhiều đâu anh chị nha đấy thì chờ lực cầu đỡ bắt đầu cân bằng trở lại thì cuối phiên nó có những cái lực cầu đỡ nó cân bằng đấy thì bắt đầu là ngày phiên mai phiên mốt là bắt đầu nó sẽ có những cái cơ hội nó xuất hiện dần trên thị trường rồi ha và nó sẽ có những cái cổ phiếu mạnh nó xuất hiện trên thị trường rồi nói xong những cái nhịp độ điều chỉnh của thị trường ha thì cổ phiếu nào giữ xu hướng nè cho nó hạt giảm đông lọt á thì nhưng mà khi tăng nó sẽ phân hóa nên là lực cầu đỡ giá nó chỉ đợi những cái con mạnh thôi nó giữ nhịp những cái con mạnh thôi để mà lúc đó thì chị mình chọn lọc cho những cái 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 giai đoạn mới của thị trường ha à, giống như là cái cái giặt một giờ em phân tích với anh chị mình nè có nghĩa là sau một cái mọi cái giai đoạn điều chỉnh này anh chị không nó sẽ cần chỉ cần vài phiên thôi có nghĩa là đây này nó có thể là nhịp hồi đầu nè đúng không à, ạ nhịp hồi đầu nè vài phiên thôi sau đó test lại càng cung này thị trường tăng tiếp đúng không à. ạ điều chỉnh này Nói test này càng cung này nó dòng tiền mồi vào tăng tiếp thì đang thế đó, thị trường điều chỉnh về này đúng không ạ bắt đầu hồi phục lên thì những cái giai đoạn tiếp theo nha anh chị nha có nghĩa là thị trường đừng nên test lại có nghĩa là đừng nên test về lại những vùng này tại vì sao như thế tại vì lúc đó nó sẽ cho những cái cơ hội của nhà tư bán ra người ta mua trở lại phải ép những cái lượng hàng này mua trở lại những cái vùng giá trên cao như thế này này thì nhịp sau tăng lên á, thì cái độ dứt khoát của thị trường nó sẽ có Lưu ý ha, thì đó là những cái sự vận động trong phiên em cũng có cập nhật trong cái room khách hàng của mình ha. Thì uh thì thị trường nhìn chung là em bằng đánh giá với anh chị mình á nó cho dù nó có giảm 5 điểm 7 điểm 10 điểm á thì nó cũng không làm thay đổi cái cấu trúc về cái xu hướng của thị trường nên là anh chị mình nếu lỡ anh chị mình đã có bán ra thì cũng đừng có mong thị trường gọi là đừng có cho cái thị trường của chúng ta trên sau để mua lại vì đó là nó sẽ rất là dễ nó rơi vào một cái bẫy tâm lý của thị trường lúc đó là sao gì lúc đó cổ phiếu tăng lên thì anh chị mình sẽ rất là dễ dính những cái đợt fomo lưu ý ha à? thì cổ nào có có điểm mua anh chị mình cứ mua và trong những cái nhịp này này cổ phiếu mạnh nó sẽ xuất hiện có nghĩa là để mà nó thay đổi một cái cấu trúc của một cái chu kỳ giá của thị trường á nó phải có những cái nhịp điều chỉnh mạnh nhưng mà đó để mà nó xuất hiện những cái cổ phiếu nó mang tính chất phân hóa nó đi lên á nó chỉ cần những cái nhịp độ điều chỉnh thôi đó, điều chỉnh như thế này này Đấy thì sao chị cổ phiếu này sẽ phân hóa gọi là cổ phiếu mạnh nó sẽ xuất hiện đi lên còn nếu mà các cổ phiếu cái dòng nó hết chu kỳ á thì anh chị mình sẽ thấy một cái vấn đề đó, là lúc đó thị trường của chúng ta nó sẽ điều chỉnh xong điều ấy à, gọi là nó sẽ tạo ra được một cái gọi là cái vùng giá điều chỉnh để mà chi để mà nó thay đổi một cái cấu trúc của một cái gọi là cái cấu trúc của một cái chu kỳ gọi là chu kỳ nó sẽ ra giống như đơn cử này anh chị nha giống như đơn cử này giống như là cái dòng chứng khoán giai đoạn trước đi chẳng hạn anh chị mình thấy là con VND đúng không à? ạ nó đang trong một cái giai đoạn đi lên của một cái chu kỳ đúng không ạ đây này nó là tích lũy nè, đi lên chị thấy nhịp đầu nó tăng rất là chậm không? Đúng không ạ? Cái dòng tiền vào này bắt đầu tích lũy đi ngang, dòng tiền vào đánh tiếp. Cái nhịp đầu là nó vừa tăng nó vừa hấp thụ những cái lượng hàng tới cộng mà, nhưng mà bắt đầu nó chạy nước rút này. Là xong một cái chu kỳ. Đúng không ạ? Xong một cái chu kỳ thì sao chị? Thì thị trường thì cổ phiếu nó bắt đầu nó nó tạo ra một cái biên rơi. Thì lúc đó thị trường của chúng ta sao chị? Nó gắn liền với một cái lúc thị trường của chúng ta điều chỉnh mạnh. Có nghĩa là thị trường điều chỉnh mạnh á thì cái sóng dòng mới nó sẽ ra rồi. Còn thị trường điều chỉnh á thì các cổ phiếu gọi là cổ phiếu mạnh nó sẽ ra đời lưu ý à bắt đầu hết chu kỳ này thì nó gắn liền với một cái nhịp độ điều chỉnh của thị trường thì sau đó anh chị bắt đầu cổ phiếu nó sẽ tạo ra một cái vùng tái tích lũy trở lại hoặc là nó rơi luôn cho có những cái cổ phiếu yếu á, thì nó sẽ rơi luôn đúng không à, ạ có những cái cổ phiếu mạnh giống như, như vnd á, bắt đầu xong chị nó tái tích lũy trở lại để mà nó chuẩn bị cho một cái chu kỳ mới đúng không à, ạ thì sau những cái giai đoạn tái tích lũy này cổ phiếu bắt đầu đi lên đúng không à, ạ bắt đầu hết chu kỳ hết chu kỳ xong chị nó gọi là nó sẽ gắn liền với một cái cái nhịp điều chỉnh của thị trường này nó điều chỉnh rất là mạnh Đấy, điều chỉnh rất là mạnh này. Đấy, thì cổ phiếu sao gì? Bắt đầu đi ngang trở lại tiếp tục. Đấy cũng như nó liên tục như thế. Đấy đến lúc một nào đó đến một lúc này nó hết chu kỳ thật là thị trường của ta nó đi điều chỉnh rất là mạnh. Đấy là một cái đặc tính rất là hay của một cái sông dòng. Lưu ý ha, à, có nghĩa là có sóng mình đánh, nắm giữ lâu nhất có thể. Hết sóng thì sao chị? Hết sóng thì ra. Lưu ý ha, à, mà tái tích lũy trở lại thì vào là tiếp tục. Đấy anh chị mình cứ lưu ý về những cái vấn đề này ha. À, còn cái thị trường bây giờ thì sao chị? Thị trường bây giờ là một cái thị trường điều chỉnh chứ không phải là một cái thị trường nó làm thay đổi một cái 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 cái, cái chu kỳ của cái sóng. Đúng ạ, à? nó là những cái điều chỉnh như thế này này. Thì cái việc mà những cái mã cổ phiếu đang nằm trong cái sóng dòng á thì anh chị mình phải tiếp tục mình nắm giữ. Đúng ạ, à? hạn chế cái việc mà mình đánh những cái trạng thái gọi là đánh tới cộng nha anh chị nha. Mà mình đánh giá trong một cái giai đoạn sóng á mà anh chị mình đánh tới cộng thì nó sẽ không hiệu quả đâu. Nên là anh chị mình những cái giai đoạn trước á em cũng có phân tích với anh chị mình á về vì sao mà không nên đánh tới cộng á. Có anh chị mình đánh tới cộng á là giống như là cái cái đợt năm trước này thị trường của chúng ta nó có một cái giai đoạn điều chỉnh vào vào còn cái tháng này có nghĩa đây là một cái giai đoạn điều chỉnh đơn thuần của một cái thị trường nha anh chị nha có nghĩa là anh chị thấy không đây là một cái điểm điểm vào sóng này đây là điểm vào sóng này Đấy, bắt đầu đi lên liên tục nhà đầu tư tới cộng á, là cái tâm lý như thế này là cái tâm lý người ta sẽ bắt đầu mua giải ngân Đấy, giải ngân lấy vị thế giải ngân quanh vùng này lên trên này có thể là bán ra Đấy, bắt đầu những cái phiên này người ta bán ra Đúng ạ, à, bắt đầu lên 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 trên này nè, bắt đầu những cái sức mua nó ra. Đúng không à, ạ? Bắt đầu đổ tiền vào. Thì cái quan trọng nhất là cái quy mô vốn và cái cách sử dụng vốn của những nhà tư tay cộng đó. Đúng ạ? À, thì nó giảm cho ba phi như thế này nè. Là thậm chí chị mình có thể mình lộn ngược. Tại vì sao? Tại vì cái quy mô vốn ở vùng dưới này nè, anh chị mình đi ít, nhưng mà lên trên này bắt đầu sao anh chị? Bắt đầu những nhà tư tư cộng nớ sức mua ra. Đúng ạ? À, nớ sức mua ra sao anh chị? Bắt đầu vào những cái vị thế không tốt. Bị mất đi những cái vị thế tốt rồi đúng không ạ vào những viên thái công tố là sao chị, nó đập cho 3 viên như thế này thì nó giảm lại toàn bộ thậm chí là lỗ trong những giai đoạn này nha anh chị nha còn những cái yếu tố anh chị mình nắm sống thì sao chị thì những giai đoạn này nè anh chị mình mua ngay điểm này mình nắm cho cả một cái chu kỳ đúng không ạ cả một cái chu kỳ khi nào hết chu kỳ nó ra đây là một cái điều chỉnh đơn thuần trong một cái cơn sóng tăng đúng không ạ nó sẽ những cái vùng này nó sẽ làm thay đổi gọi là nó sẽ có những cái dòng mới nó sẽ ra đời từ những cái giai đoạn này nè bắt đầu sao chị? anh chị mình nắm hết cho một cái chu kỳ đó đúng không ạ thì có gì á là những cái lượng t cộng á có thể là anh chị mình sẽ gọi là có thể là trong một cái nếu mà gọi là trong một cái cơn sóng á thì uh, gọi là anh chị mình uh, gọi là mình sẽ tận dụng những cái gọi là cái uh, quy mô vốn á có nghĩa là cái quy mô vốn trên này này mà anh chị mình đi cao á nó lỗ 5 phần trăm trên này nó khác với cái việc mà anh chị mình kiếm được 5 phần trăm trên này vùng này đúng ạ có nghĩa là vùng dưới này á anh chị mình là gọi là lãi uh, 5 phần trăm đi chẳng hạn thì 5% cũng 100 triệu nhưng mà lên trên này những nhà tôi đó sẽ vào những cái lượng gọi là cái vốn lớn là một tỷ thì lỗ 5% mất 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 50 triệu đúng không à? ạ còn dưới này sao gì lại 5% cũng 100 triệu hay 200 triệu thì khoảng 50 triệu thôi đó nên là gọi là cái cái việc á mà cái rủi ro nhất và cái sự thô lỗ nó diễn ra thì nó quan trọng phải là cái quy mô vốn và cái cái việc mà chị mình sử dụng vốn rồi nha anh chị nha chứ không phải là cái vị thế của chị mình không đâu và chưa kể những cái yếu tố tê cộng như thế thì sao chị anh chị mình giao dịch rất là nhiều trong những cái lúc có sóng và nếu á, mà anh chị mình không thay đổi được cái cấu trúc à, gọi là không thay đổi được cái 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 cách đánh trong một cái thị trường uptrend á thì sao vậy? chị thì cái cơn sóng ngành này á thì anh chị mình gọi là em đánh giá cũng không lại bao nhiêu cả đâu nếu mà anh chị mình có thể mình kiểm chứng trong những cái đợt điều chỉnh vừa rồi của thị trường ha thì à, nếu mà nó gọi là nó kết thúc sóng á thì chắc chắn nếu mà cái việc mà anh chị mình giao dịch nhiều á gọi là sẽ có những lúc anh chị mình dính những cái vùng trên đỉnh đấy này, này thì có thể là trong những vùng đó xem chị anh chị mình gọi là có thể có thể trong những giai đoạn này anh chị mình kiếm lại được năm năm lần mười lần nhưng mà lỗ lại một lần vùng này này thì có thể là anh chị mình sẽ mất đi toàn bộ những cái còn lại anh chị mình kiếm được ha đấy là những cái việc mà em đang đánh giá là trong một cái cơn sóng á thì anh chị mình hạn chế mình giao dịch trong một cái, cái 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 cái, biên độ giao dịch quá là nhiều tại vì đó là những cái lượng hàng tới cộng ha và em không cổ xứ cho cái việc mà tới cộng tại vì tới cộng á là cái đẳng cấp nhất của cái thị trường của chúng ta đúng ạ à, nhưng mà sao chị nhưng mà là quan trọng nhất là mình có khả năng hay không Và cái tư cộng này á là để mà đánh được một cách hiệu quả thì em đánh giá chỉ có chưa chưa đến một phần trăm nhà tư Đúng không à? ạ Nên là mình chỉ cần là mình là 10 phần trăm nhà tư thôi Có nghĩa là mình có sống đánh theo một cái sóng ngành đúng điểm vị thế thì mình đánh nắm giữ cho hết một cái chu kỳ đúng không à? ạ rất là thoải mái giống như là cái dòng chứng khoán giống như là những con chứng khoán này thì mình nắm giữ cho hết một cái chu kỳ đi chu kỳ này chưa kết thúc mà đúng không à? ạ nó đang tạo ra một hình nền ba này nè đúng không à? ạ thì sau những cái nhịp độ sao gì thì... nhiệt nhịp độ điều chỉnh cái nó nói tại vì cổ phiếu thị trường chúng ta nó chưa hết sống cổ phiếu nó chưa hết sống, thì sao chị mình chỉ có việc mình nắm giữ thôi nên là đầu tư rất là nhẹ nhàng ha đấy là một cái số yếu tố mà mình có uh, cập nhật với anh chị mình trong cái cái uh, cái cái uh, phiên ngày hôm nay và để mà an toàn để mà cái yếu tố quan trị rủi ro nữa trong mọi lúc mà thị trường chung của chúng ta xuất hiện những cái nhiễu độ điều chỉnh á thì anh chị mình đầu tư là không nên quá để mà gọi là cái mất đi những cái thế, thế chủ động và những cái vị thế chủ động trong cái tài khoản có nghĩa là sao có nghĩa là đừng để mà cái tài khoản của chị mình bị căng cứng quá có nghĩa là mình mình mua gọi là mua một lúc á có nghĩa là mua ở những cái vùng gọi là không đúng điểm á mà mình mua một lúc giống như là vùng trên này đi chẳng hạn mà anh chị mình sao chị mình mua mà cái lượng hàng t về nó quá là nhiều á chưa tê chưa về quá là nhiều á có nghĩa là hiện tại đang tê không hoặc là tê một á nó chưa về thì sao chị? anh chị mình sẽ mất đi một cái thế chủ động trong cái danh mục lưu à, ha đấy nên là để mà tốt nhất vùng những cái vùng giải ngân tốt nhất trong những giai đoạn này á là những cái vị thế anh chị mình đã có được những cái vị thế tốt ở những vùng dưới này rồi có nghĩa là lại mấy chục phần trăm hai ba mươi phần trăm gì đó thì những cái vùng trên này nè anh chị mình tìm điểm mua nó mới dễ đúng ạ à? đấy nên là, cái, nên là cái quan trọng nhất xem chị cũng là những cái cái cách đi vốn của anh chị mình kết hợp với những cái vị thế đủ tốt thì sao chị thì anh chị mình sẽ chống chọi qua được những cái nhịp độ điều chỉnh giảm của thị trường luội ha, đó là những một số cái yếu tố em muốn nhắn gửi đến cho anh chị mình trong cái cái video ngày hôm nay và đặc biệt anh chị mình thấy á là cái thị trường của chúng ta về mặt tác động về mặt tin tức và cái quan trọng nhất vẫn là cái cách thị trường của chúng ta phản ứng với những cái tin tức đó nó như thế nào và cái tin tức này em đánh giá với anh chị mình nó không ảnh hưởng nhiều đâu nên là thị trường của chúng ta cân bằng sớm và rút chân rất là nhanh trong cái phiên ngày hôm nay đây là chính là một cái tín hiệu tốt ha và cái với những cái yếu tố mà mình đánh cái cái sóng của thị trường á là em đánh giá đánh là một cái khi mà thị trường có sóng á thì anh chị mình thấy là cái dòng chứng khoán là cái dòng nó nhạy cảm nhất đúng không à? ạ và là một cái dòng mà nó thuộc dạng nó dễ đánh nhất á thì cứ thị trường có sống thì anh chị mình đánh vào cái dòng chứng khoán này Đúng ạ, à, tại vì cái chứng khoán là sao chị? Anh chị mình không có phải cần phân tích nhiều, tại vì đấy là những cái sự kỳ vọng. Và cái đỉnh cao nhất của một cái việc mà mình đầu tư đó, chính là cái sự kỳ vọng của cổ phiếu. Anh chị mình thấy kỳ vọng càng lớn, đúng không à, ạ? Cái những cái câu chuyện nó kể ra càng càng hấp dẫn thì sao chị? Thì cái giá cổ phiếu nó sẽ tăng càng nhanh. Đó là anh chị mình thấy cái dòng chứng khoán này. Mỗi lúc thị trường có sống thì cái dòng chứng khoán là cái dòng nó tăng mạnh nhất và nó mang lại một cái hiệu quả đầu tư nó tốt nhất. Lưu ý à và ngày hôm qua em có đưa ra cho anh chị mình về một số cái yếu tố là cái thị trường của chúng ta năm nay nó có sóng to hay không thì cái sóng to nó sẽ thù, phụ thuộc vào những cái nhóm ngành nó mang tính chất cái trọng số lớn giống như là nhóm ngành ngân hàng đúng không à? ạ hay là nhóm ngành bất động sản là hai cái nhóm ngành mà nó đóng góp một cái tỷ trọng lớn cho cái 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 thị trường của chúng ta nhưng mà anh chị mình thấy này nếu mà cái trường hợp cái nhóm ngành ngân hàng á, anh chị mình thấy là cái cái chạc của vn đất nó đi tương đồng với cái nhóm ngành ngân hàng tại vì nhóm ngành ngân hàng là cái nhóm ngành mang trọng số lớn nhưng mà sao anh chị nhưng mà để mà cái nhóm ngành hàng tăng mà thuộc dạng ít giống như là ít lần giống như là cái nhóm ngành chứng khoán này chẳng hạn thì lúc đó thị trường của ta nó sẽ bùng nổ rất là mạnh lưu ấy ha giống như là cái năm 2020 2021 này là cái thị trường của ta bùng nổ rất là mạnh cái nhóm ngành ngân hàng là cái nhóm ngành đang đóng góp vào những cái giai đoạn này này đúng không à? ạ nhưng á mà cái nhóm ngành là cái nhóm ngành chứng khoán á mới là cái nhóm ngành sao gì nó tăng ít lần cho anh chị mình trong cái nhịp này anh chị mình cứ so sánh đi đúng không à? ạ? Những con từ nền giống như, như con CTS đâu này đi từ những vùng nền trên này là bao nhiêu phần trăm rồi? 64 phần trăm, đúng không ạ? Có nghĩa là sóng to nó sẽ phụ thuộc vào nhóm ngành ngân hàng và đánh giá trong năm nay cái nhóm ngành ngân hàng vẫn có khả năng đi lên nên là thị trường của chúng ta vẫn có sóng, đúng không à? ạ? Một cái con sóng mà đáng kỳ vọng và đây vẫn là những cái vùng mà nên sao chị? Những cái vùng khởi đầu của thị trường thôi, nó là cái cơ hội nó còn rất là nhiều. Đó là trong cái video ngày hôm nay này, mọi sau những cái nhịp độ điều chỉnh thì em đều chọn lọc cho anh chị mình về những cái cổ phiếu anh chị mình đánh cả. Đó là anh chị mình cứ xem hết cái video này ha thì đó là một cái 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 em mà muốn nhắn gửi đến với anh chị mình trong cái 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 video ngày hôm nay ha. Đó là và em đánh giá cái cơn sóng này á thì cái dòng tiền nó sẽ ổn định hơn rất là nhiều so với những cái năm trước tại vì cái tính thanh khoản nó rất là cao tại vì anh chị mình thấy này cũng là vùng một nghìn một đúng không à? ạ nhưng mà những cái năm trước này, thanh khoản của thị trường á nó chỉ còn đâu đó 2.000 tỷ, 3.000 tỷ là cao thôi, 5.000 tỷ là cao nhất rồi. Đúng không? Nhưng mà chị thấy là dòng tiền bắt đầu nó bền hơn. Cái thanh khoản nó gọi là cũng những cái dòng tiền đó. Gọi là cũng những cái mức điểm đó, nhưng mà cái dòng tiền bây giờ nó đã bền hơn rất là nhiều. Nên là nó có được những cái sự ổn định nhiều hơn rất là nhiều. Và nhà tư mình sao chị? Nhà tư mình bắt đầu sao chị? Mình tìm hiểu nhiều hơn. Đó nên là mình sẽ có kiến thức để mình đánh nhiều hơn tuy vậy chứ không phải là nói vậy chứ không phải là nhà đầu tư này cũng đầu tư được kiếm được một cái khoản lại tốt nhất trong giai đoạn này và rút được tiền ra đâu nha anh chị nha có nghĩa là những cái chỉ có sóng ngành nó mới làm được như thế cho anh chị mình thôi và có nghĩa là mình sẽ kiếm được một cái khoản lợi nhuận tốt nhất từ mà trong những cái và mình rút ra được những cái khoản tiền khi mà cái sống ngành này kết thúc ha và cái việc mà anh chị mình thấy này cái tiềm năng trên thị trường của chúng ta là những cái yếu tố về mặt dòng tiền đúng à có nghĩa là cái dòng tiền trên thị trường á là anh chị mình thấy là nên, uh, kể cả trong cái 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 cái, cái dân của mình á thì chị mình thấy là sao gì là cái dòng tiền nó vẫn giữ nguyên đó nhưng mà sao gì cái yếu tố cái vòng quay về gọi là cái hệ số vòng quay tiền á nó bị giảm thôi trong những cái lúc mà kinh tế nó khó khăn đúng không ạ kinh tế nó trở lại có nghĩa là ngày xưa anh chị mình mua chịu được nhưng mà bây giờ sao chị có những cái còn mình không đi mua chịu nó nghĩa là cái sức cầu gọi là cái vòng quay hệ số vòng quay nó 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 giảm xuống và anh chị mình thấy là cái năm cái năm nay á với năm 2020 á nó khác nhau một, một cái cái á có nghĩa là năm 2020 á là anh chị mình có tiền nhưng mà không làm được gì cả đúng không ạ tại vì covid nó xảy ra là mình muốn làm gì cũng không được nhưng mà sao chị năm 2023 á là không biết làm gì đúng không à, ạ có nghĩa là cái doanh nghiệp á bây giờ là toàn bộ là chia cổ tức bằng tiền mặt rất là nhiều đấy nên là có nghĩa là không dám mơ rộng vì cái sức cầu cái trong dân nó cực kỳ kém ha và đặc biệt là cái cái dòng tiền tắt nghẹn trong cái chính phủ hay là ngân hàng nhà nước trong những cái năm vừa qua á, thì bắt đầu sao chị bắt đầu năm nay là tìm cách giải ngon đúng không à, ạ tìm mọi cách để mà khơi thông bằng cách nào gì ngân hàng nhà nước thì giảm lãi suất và chính phủ sao gì chính phủ thì bắt buộc gọi là bắt đầu đẩy mạnh giải ngân đầu tư công nên là chị mình thấy là cái dòng tiền nó sẽ sao gì nó sẽ tung ra rất là nhiều và cái dòng tiền tiết kiệm của nhà đầu tư mình á bắt đầu sao chị? thấy lãi suất giảm thì bắt đầu dần dần rút ra và chuyển đến những cái kênh đầu tư và có đầu tư bây giờ bất động sản thì không ai dám mua đúng mà còn nhưng mà sao chị? nhưng mà cái dòng chứng khoán này cái tính thanh còn nó cao đúng mà thì bắt đầu là cái độ linh hoạt nó có có nghĩa là cái dòng vốn nào nó cũng gọi là nó cũng hấp thụ được Đấy là cái tính gọi là cái đó là những cái dư địa cho cái thị trường của chúng ta trong từ giờ đến cuối năm lưu ý à và cái cái và quay trở lại đối với thị trường của chúng ta thì mình đánh giá trong cái tuần này là cái tuần để cho anh chị mình có thể mình cơ cấu cái danh mục có nghĩa là cổ phiếu yếu anh chị mình loại bỏ cổ phiếu mạnh thì sao chị anh chị mình cơ cấu qua và nếu nha đối với riêng cái dòng chứng khoán thì cái việc mà em đánh giá anh chị mình không nên sợ thị trường và cái dòng này nếu mà anh chị mình nắm á, thì cũng không có nhu cầu cơ cấu có nghĩa là chỉ có cơ cấu mua vào thôi chứ không có cơ cấu gọi là nhu cầu cơ cấu bán ra đối với cái riêng cái dòng chứng khoán này ha đấy đấy là một cái yếu tố của thị trường ha thì anh chị mình thấy là cái thị trường của chúng ta á, là một thị trường nó vừa mới vào sống thôi nó lại câu hỏi nó rất là nhiều những cái giai đoạn này chỉ là những cái giai đoạn loại bỏ những cái lượng hàng nhà tư tới cộng và anh chị mình thấy là thị trường đi lên bằng những cái ghép sức mạnh á đây chính là sao nhỉ đây là chính là những cái tiên đề nó tạo hiệu ứng cho những cái nhịp độ sau nó sẽ mạnh nên là anh chị mình thấy thị trường của chúng ta giai đoạn nào này điều chỉnh đâu có nhiều đâu đúng không? điều chỉnh một vài phiên là lập tức nó có những cái lực cầu nó chờ nó quay nó vào để mà nó đợi giá giống với những cái năm này này anh chị đó giống với năm này này đi lên từ những cái vùng gáp sức mạnh đó, thì chị mình thấy là cái thị trường cũng đã điều chỉnh rất là ít đúng không? này đi lên từ những cái vùng gáp sức mạnh này gáp sức mạnh này gáp sức mạnh xác nhận này anh chị mình chờ lắp gáp cùng khuya đó nha anh chị nha rất là lâu nó mới gắp lắp trở lại cái gáp này đúng không? và anh chị mình thấy đi lên này đi lên nó điều chỉnh rất là ít đi lên điều chỉnh một vài phiên sau đó tăng tiếp đấy đúng không ạ có những cái phiên này có những cái giai đoạn này thì điều chỉnh hơi gắt thôi chứ còn mang chất những cái phiên trước này thì không điều chỉnh một hai phiên sau đó tăng anh chị mình thấy giống như với những cái giai đoạn này, này đến một lúc này bắt đầu nó mờ gáp liên tục như thế này này những cái vùng trên cao này đây là những cái giai đoạn các cổ phiếu nó chạy nước rút đúng không ạ thì sau đó sao chị cổ phiếu thị trường điều chỉnh thì đó là những cái những cái dòng mới những cái cấu trúc của những dòng mới nó sẽ kết thúc một cái chu kỳ và cái dòng mới nó sẽ xuất hiện cho những cái nhịp độ sau tiếp tục điều ấy à thì thường ra à, tiếp tục đi đấy thì sau một những điều chỉnh như thế còn những nhịp đầu nhiều không là nó đi lên bằng một cái gấp sức mạnh á là cái lực cầu nó rất là quyết liệt ở mọi cái nhịp độ điều chỉnh điều chỉnh bao nhiêu thì sao chị nó hấp hết anh chị mình thấy là trong cái những cái giai đoạn này này các phiên bán anh chị mình thấy thanh còn nó vẫn cao hơn những cái phiên mua đúng mà à nhờ tôi mình sợ nhờ tôi mình thấy phân phối nhưng mà cái bản chất sao chị bản chất thị trường là đi lên hấp thụ mà và chắc chắn với anh chị mình á một điều á là cái gọi là cái phiên bán ra nhà tụi mình bán ra là hỗn loạn nhiều hơn là so với những cái việc mua vào mua vào thì mua vào nghi ngờ nhưng mà bán á bán là anh chị mình sao gì thấy hỗn sợ thì bán ra rất là quyết liệt đấy nên là sao nên là thường nên nó là những cái thanh khoản lúc bán này tại không lại luôn luôn nó cao hơn đây là không phải là thì anh chị mình phân tích đây là phân phối không đúng không à? ạ không phải Đấy nên là chị mình phải nhìn nhận qua cái thị trường của chúng ta đang ở trong một cái xu hướng Đấy nên là đừng có quá là kỳ vọng vào những gọi là đừng có chờ cái thị trường của chúng ta điều chỉnh Mà sao chị cổ phiếu có để mua thì chị mình cứ mua Mà tùy mọi cái thời điểm, tùy mọi cái giai đoạn thì nó sẽ có những cái cổ phiếu mạnh, cổ phiếu yếu nó như nhau Để mà gọi là để mà mình mình đầu tư một cách nó tốt nhất Lưu ý về những cái vấn đề này của thị trường ha và đặc biệt cái thị trường của chúng ta là không phải vùng nào cũng là những cái vùng mua mới cả thì cái thị trường quan trọng nhất vẫn là những cái vị thế gọi là vị thế đủ tốt để mình chống chọi qua những cái nhịp độ điều chỉnh của thị trường ha à, thì em đánh giá với chị mình á là những cái vùng này là những vùng đầu tiên là chị mình phải cơ cấu gọi là phải là những cái vùng cơ cấu cái thứ hai á khi mà thị trường bước thoát đi lên á thì những cái con mạnh nó sẽ tiếp tục nó mạnh còn những cái con yếu á thì sao gì nó sẽ chấp chân chấp chân và nó sẽ không tăng quá là nhiều trong những nhịp độ sau nếu mà thị trường chung của quốc ta bước thoát lưu ý ai nên là cái nhịp này là một cái nhịp quan trọng để cho anh chị mình có thể mình chuỗi mình cơ cấu cái tài khoản của mình ha thì uh, đó là một vài cái yếu tố mà em muốn nhắn gửi với anh chị mình trong cái video ngày hôm nay thì còn vì vậy mà cái dòng nào là cái dòng anh chị mình cơ cấu cái mã cổ phiếu nào là cái mã cổ phiếu anh chị mình cần cơ cấu cái mã cổ phiếu nào là cái mã cổ phiếu anh chị mình cần nắm giữ tiếp thì trong cái phần tiếp theo của video này em sẽ cùng uh, đi phân tích với anh chị mình về những cái yếu tố gia ngành yếu tố dòng để mà mình cùng nhau mình đưa ra những cái nhận định À, gọi là cơ cấu mà cổ phiếu nào và tập trung cho những cái cổ phiếu nào tiếp theo ha. thì nếu mà anh chị mình lần đầu tiên xem video của em, anh chị mình đừng quên like và subscribe kênh để mà nhận những cái thông báo mới nhất cũng là những cái động lực để mà làm ra những video tiếp theo ha. thì à, quay trở lại đối với những cái việc mình đi phân tích và đối với riêng cái nhóm anh chứng khoán em cũng có phân tích với anh chị mình á. cái nhóm anh này là hiện tại nếu mà anh chị mình nắm giữ thì đừng có nhu cầu cơ cấu gì hết cả và anh chị mình phải, phải nắm giữ Đấy ngoại trừ cái con nào Ngoại trừ cái con ABS thì nó ảnh hưởng tin tức Thì từ những cái phiên này nè Em là không có khuyến nghị cho anh chị mình rồi Ha Cái nghĩa là những cái Con mà cái dòng nó đang ổn định Thị trường đang ổn định mà đột ngột nó bị bán như thế này thì sao vậy Vì nó phải có vấn đề Là mình phải ra Đúng không à, ạ những cái việc hồi phục nữa nè Đấy nó có những yếu tố nó tết lại cơ mà Đấy, còn ngày hôm nay tin tức nó ra rồi thì cái sự phản ứng đó, nó gọi là cái sự phản ứng cổ phiếu là nó hợp tức khó đúng không à. ạ Đấy thì những con này gọi là có thanh khoản hồi phục tiền thì mình phải ra ha Đấy còn riêng đối với những cái con ngày hôm nay nữa có những con VS Thì VS á thì nó bắt đầu nó tạo ra một cái cái nhịp độ bán với một cái thành còn lớn thì mình giá khi mà nó về nền á thậm chí nó về nền đó, anh chị mình thấy thậm chí nó kể cả sàn ngày hôm nay đi chẳng hạn thì nó sao chị thì nó cũng gọi là nó cũng không chưa gọi là nó chưa nó chưa uh, nó chỉ gọi là nó chưa gãy cái xu hướng của nó giống như là con nào hôm trước này anh chị giống như con bvb hôm trước này đó có nghĩa là nó đang đi lên như thế này đúng một cái gặp tin tức thì nó giảm anh chị mình thấy là ngày hôm trước em có cập nhật với anh chị mình đó. thậm chí cũng bbb ngày hôm nay nó có sàn thì nó sao gì nó cũng chưa gọi là chưa chưa gãy xu hướng mà là cái nhất cái thứ hai nó về nền thôi đó nó sẽ có những điểm hồi phục hôm trước mua giá hai mốt rồi Đấy, thì những con này chờ phản ứng vào ngày mai nó như thế nào để mà có xem xét nắm giữ tiếp tục hay là bán ra đối với những cái cổ phiếu à giống như là ngày hôm nay giống như con vít này đúng không con vít người ta thậm chí ngày hôm nay nó sàn thì nó về nền thôi thì bắt đầu nó có những lực độ hồi phục này tuy nhiên đó đối với mặt cổ phiếu covid là hiện tại nó đang nằm trong một cái nhóm anh hàng lái đúng ạ à? nhóm anh hàng lái thì hiện tại bây giờ là trên thị trường đang bị mất niềm tin mà mất niềm tin thì nó sẽ không có những cái câu chuyện kể để mà nó tạo ra những cái sự thu hút cho những nhịp độ sau nên đó là đối với những cái mã cổ phiếu như thế này hồi phục lên em đánh giá anh chị mình nên cơ gọi là anh chị mình nên chốt anh chị mình nên chốt gần ra lưu ý ha và không bắt những cái con này cho những cái nhịp độ tiếp theo lưu ý ha nói con vít này Đấy. Còn, còn, những cái mã cổ phiếu khác của những cái dòng này anh chị thấy agr này đúng không à? đấy kia cung này vào nhịp chạy anh chị mình cứ nắm giữ thôi Nên là sao chị BSI ai này đấy nhưng mà bắt đầu biến động lòng á thì sao chị cô các bạn cổ phiếu nó về này nó test này nhưng mà những cái yếu tố biến động lòng như thế này anh chị mình phải chờ đợi những cái điểm cân bằng và kia cung vùng kia cung là cái vùng hỗ trợ mạnh nhất đối với cổ phiếu đúng không à? anh chị thao ngày hôm nay này bởi vì VSI nó xuống này nó xuống ở những vùng kia cung đây là những cái điểm hỗ trợ của cổ phiếu nha anh chị nha Đấy, vùng hỗ trợ mạnh là cái vùng đang kiệt cung đúng ạ à. cổ phiếu sốc bán này hôm nay test lại này thì nhìn chung là để mà lên ngay thì em đánh giá nó sẽ chưa nhưng mà nó sẽ có những một vài phiên nó tăng bằng vùng này này chặn cung á thì nó sẽ có, có khả năng nó sẽ lên tiếp ha à, còn suy test thì quá khó quá, quá khỏe rồi anh chị nha có nghĩa là ngày hôm nay nó bắt đầu nó test trở lại vùng nền đấy test lại vùng nền thì lập tức nó hồi phục rất là tốt thì những con này thường là đánh trong vùng ATC anh chị thao đánh rất là ghê nên là đi mua này sao anh chị đi mua điểm này này đi mua điểm vừa với bước thoát vượt giá 20 này đúng không à. ạ còn lại anh chị mình cứ nắm giữ đúng không ạ nhiên mình mua đúng điểm thì cái việc tiếp theo của mình á là chỉ có nắm giữ và quản trị thôi nó không có làm gì cả đối với những con này thì sao gì đang trong nhịp tăng nên chỉ mình phải để cho nó tăng nó hết dư địa chứ đó là những con này này siêu phẩm sau những cái nhịp độ điều chỉnh của thị trường đúng không à? ạ có hàng cứ nắm tiếp tục nắm giữ nha ha hay là con STS này đúng không à? ạ hôm nay là test gọi là nhìn chung là cơ bản nó test về hỗ trợ nhưng mà thường những con này nó lên ngay làm đánh nghe chưa đó, có thể nó sẽ mất một vài phiên quanh vùng này, này. nếu mà nó căng bằng tốt á, thì sao chị càng cung thì nó sẽ còn tăng tiếp ha nhưng mà bán thì chưa nhưng mà mua cũng chưa nha anh chị nha chưa có đi mua hay là HCM này HCM nhìn chung là cơ bản vùng đi lên này bắt đầu kiệt cung thanh còn vào đi lên thì hôm nay cũng có những yếu tố nó test nên thôi Đó, nhưng mà thanh còn nó còn lớn này nên là nếu mà đẹp á, thì phải chờ để kiệt cung à còn có hàng chị mình cứ nắm đây không phải nó đã bắt khỏi những cái vùng gọi là sao chị cái vùng đỉnh năm hai tuần của phiếu rồi đúng không à, ạ hay là sao chị Con ssi này nó đã vượt qua cái vùng đỉnh 52 tuần của cổ phiếu rồi thì hôm nay cơ bản là một cái phiên test về đơn thuần thôi không có vấn đề gì đâu lực bán rất là thấp trong cái phiên sáng nay cho nên là có hàng cứ nắm giữ hay là vci tương tự như thế này đúng không à, ạ test về nền thôi những cái con này test về nền này đúng không à, ạ test về nền của một cái vận động đơn thuần của một cái cổ phiếu đúng không ạ nó giống với giai đoạn trước đây này nó cũng có những cái sự vận động ở cái vùng đỉnh 52 tuần của cổ phiếu đúng không à, ạ đây này đến 52 tuần này anh đó này. Đấy. Thì khi mà nó về này sao gì, Nó cũng có những cái sự biến động, đấy nó hồi phục lên này, sau nó test về bình thường này. Cái kia cung dòng tiền vào thì còn đánh tầm một cái nhịp nữa. Có nghĩa là cũng những cái con này nó chưa hết dư địa đâu. Đấy, nên là cái đối với cái nhóm mình riêng cái nhóm mình chứng khoán á là chị mình phải có hàng mình cứ nắm giữ cho hết một cái chu kỳ, hết một cái cơn xong anh. Ha, điểm mua thì em đánh giá là cái thời điểm hiện tại đối với nhóm mình chứng khoán thì em bằng đánh giá với chị mình nó đã qua. Nó qua rồi. Và phải chờ đợi những cái nhịp mới và đặc biệt á anh chị mình thấy á, là ngày những cái video trước em có cập nhật với anh chị mình á là từ những cái vùng dưới này, này là đã đánh những cái nhóm anh chứng khoán rồi các bạn từ những vùng dưới này đánh nhóm anh chứng khoán rồi cái giai đoạn gần nhất em khuyến nghị cho anh chị mình vào nhóm anh chứng khoán là những cái thời điểm nó điều chỉnh như thế này này Đấy, là anh chị mình vẫn nên có một cái mạng cổ phiếu chứng khoán trong cái danh mục lưu ý vấn đề này ha còn VND á thì VND này mới có đi lên một nhịp thôi nó là những cái con này á những cái giai đoạn xuất hiện một yếu tố kia cung á là anh chị mình vào lấy đấy là những cái con mà gọi là cơ cấu qua mua cơ cấu mua nha anh chị nha cơ cấu mua cái kia cung á anh chị mình vào lấy những con này tại vì sao nó mới chạy một nhịp nó chưa hết dư địa của cổ phiếu lưu ý à và những cái điểm mua dưới này thì rất là an toàn rồi anh chị mình có hàng cứ nắm giữ còn đây là muốn nhắn gửi với anh chị mình á sau những nhịp độ điều chỉnh này thì những con này này mà nó kia cung á là những cái điểm để anh chị mình vào còn là cơ cấu mua nha anh chị nha còn ghét qua điểm mua rồi nha anh chị nha cũng ấy anh có nắm giữ thôi hay là MBS này chỉ có nắm giữ thôi nha đó, những con này nếu mà nó có bằng trên vùng này một vài phim nữa này à, hiện tại bây giờ nó đang có một cái điểm vụ đúng không à? ạ chỉ cần hai ba phim thôi Khi cung lại này dùng tiền mở biên lên những cái điểm sau thì chị mình đã được Hoặc là cơ cấu mua được những cái con mạnh nó sẽ tiếp tục nó mạnh những cái dòng mạnh nó sẽ tiếp tục nó mạnh tại vì sao tại vì lúc này em có cập nhật với anh chị mình á để mà thay đổi được một cái chu kỳ một cái cơn sóng dòng á thì nó phải có một nhịp điều chỉnh rơi rất là sâu đúng không à. ạ? Chứ còn bản chất đây chỉ là một cái nhịp điều chỉnh đơn thuần để mà dù bỏ những cái lượng hàng tới trọng nha chị nha. Nên là cái việc sao gì? Nên là cái cơn sóng dần nó vẫn sẽ còn tiếp diễn trong một cái chu kỳ này. Ha, đây là riêng đối với nhóm ngành chứng khoán. Ha, tiếp theo là nhóm ngành bất động sản thì hôm trước thì ngày hôm nay em anh chị mình cũng có thể thấy được là vì sao cái con mà cổ phiếu của DG nó mạnh. Đúng không à? ạ? Thì hôm trước em có, gửi đến cho chị mình á là những cái mà cổ phiếu nào bất động sản yếu á thì em cơ cấu qua cái con bất động sản gọi là con DG anh chị thấy hôm nay cái lượng hàng T3 về cơ bản cổ phiếu nó test lại cái vùng gap trước cũng như là những cái vùng nền trước bắt đầu nó đợi cung được những cái con này á mà nó kiệt cung giai đoạn sau đây là những cái con cơ cấu mua nha anh chị á, đối với nhóm ngành bất động sản hay là con đất xanh cũng được đất xanh thì em không thích bằng con DG tại vì sao tại vì nó chưa có những cái vùng kiệt thanh khoản nên là nhưng mà sao chị nhưng mà những cái con này bắt đầu nó có những trạng thái nó đợi giá tốt này đánh là những cái con này chị mình phải cực kỳ chui tới cho những cái điều sau còn con sao thì con yếu à con sao con yếu nha anh chị nha có nghĩa là cái tính thời điểm nó sẽ chậm nhịp hơn á còn những cái bài cổ phiếu khác xem gì CI này nói hôm nay tết nên thôi tại vì nó đã cơ bản nó đã có nhịp rồi có nghĩa tạo đà này có một cái thế đánh này thì những con này sao chị có hàng cửa nắm giữ có thể canh cơ cấu khi mà sao chị khi mà cổ phiếu nó kịp cung cơ cấu mua vào những cái con này con mạnh nha anh chị nha đây này trong món đồng sản á em sẽ gửi giới thiệu cho anh chị mình á một là con CI hai là con đít ba là con đất xanh đó là ba mã cổ phiếu anh chị mình cần chú ý tới đối với nhóm ngành bất động sản lưu à còn những cái mã cổ phiếu khác giống như là con uh, NDN thì không nói Nam Long nè Nam Long anh chị mình sẽ thấy đó, là nó sẽ giống với những cái giai đoạn trước đây nè ta mới coi cái thời điểm này của cổ phiếu nè anh chị mình thấy cái giá nó sẽ giống cái cái thời điểm này đây cái thời điểm này nè có nghĩa là nó tích lũy lên trên bắt đầu nó bùng nổ nhưng mà nó gặp thị trường chung điều chỉnh thì cổ phiếu nó cũng sẽ điều chỉnh về những cái yếu tố đó, nó xuất hiện những cái yếu tố với những cái yếu tố thanh khoản nhưng mà giai đoạn sau á bắt đầu nó kia cung trở lại nó cân bằng kia cung như thế này này đấy những cái phiên mờ biên lên anh chị mình phải đánh những cái con này là những cái con phải đánh là những cái con mạnh anh chị nha lưu ý nhưng mà bất biệt nó phải có được những cái vùng kiết thanh khoản như thế này, này những cái phiên mờ biên lên đầu tiên này à, phim này là phiên xác nhận này. chu kỳ sau nó sẽ xuất hiện đấy nên là những cái con này phải canh rất là kỹ cho những nhịp sau Đấy, nên là Nam Long này. Đấy, anh không? Thời điểm này nó không thế. Đúng không ạ? Cái vùng này nó còn thanh khoản nha anh chị nha. Nhưng mà những cái giai đoạn sau á thì không? Anh chị thấy rất là giống không? Đây à, cứ bùng nổ lên nè. Đúng không? Bùng nổ lên, gặp uh, thị trường chung điều chỉnh thì cổ phiếu nó bắt đầu xuất hiện những yếu tố thanh khoản lên. Nhưng mà sau khi những cái phiên này nó xuất hiện một yếu tố nó vùng kia cung á, vùng kia cung đây này, này. Dòng tiền mở biên lên là nó sẽ vào một xu hướng chích. Tại vì con này nó đã có xu hướng rồi nha anh chị nha. Và nó đã có những bước chạy đà như thế nào rồi. Đúng không ạ? Chẳng qua là sao chị? Chẳng qua là bắt đầu nó gặp lại một cái thị trường chung không thuận Và cổ phiếu sao chị? Cổ phiếu nó chưa xuất hiện một cái vùng kiệt cung Nó là những cái vùng kiệt cung tiếp theo Những cái con này là những con nó sẽ có một cái phần đánh mạnh Đi kèm với con đích, Đi kèm với con đặc xanh Đi kèm với con xì à đi với, à, Và con nam từ liêm cũng là những cái con khỏe nha chị nha Nhưng mà sao chị? Nhưng mà em đánh giá với chị mình á Là những cái giai đoạn này á Giai đoạn tiếp theo á nên đánh những cái mã cổ phiếu mà nó đang tạo ra một cái vùng nền số 1 gọi là gần những cái vùng nền số 1 đó, là cái dư địa nó sẽ nhiều hơn như cái con năm từ liêm này nếu mà nó bùng nổ thì lên vùng giá 28 là nó sẽ gặp kháng cự cái trong uh, xuyên suốt uh, gần một năm qua thì cái uh, gọi là một năm qua là cái vùng giá 28 là cái vùng mà đỉnh của năm hai tuần của nó nhưng mà đối với cái nhóm ngành bất động sản anh chị mình thấy nó cấu trúc của doanh nghiệp nó có thay đổi gì không doanh thu lợi nhuận nó có thay đổi gì không đúng ạ? À? Đấy, nên là sao chị nên là những cái dư địa gọi là con khỏe nhất á, là hiện tại là con nam từ liêm có nghĩa là con này nó sẽ là những cái con nó chết cuối cùng nhưng mà về xét về mặt dư địa em đánh giá với chị mình con đít nè con đất xanh này khi mà nó vào một cái nhịp sóng á thì cái dư địa để mà nó tăng á nó sẽ tốt hơn so với cái những cái mà cổ phiếu giống như là nam từ liêm tại vì sao như thế tại vì những cái vùng này là hiện tại nó đang ở cận những cái vùng nền số 1 của cổ phiếu nên là để mà cái dư địa nó tăng về trên này này Nó sẽ tăng tốt hơn Khi mà nó vào sáng Vào nhịp lưu ý À Là cũng đích con đất xanh là những con anh chị mình cần chú ý tới ha. Còn con nam từ liêm Em vẫn em vẫn đánh giá với anh chị mình là con con khỏe nhất của nhóm ảnh bất động sản nhưng mà mình xét về cái thời điểm nào để mình mua có nghĩa là thời điểm này mình mua thì cái dư địa nó chỉ còn nếu mà nó tăng nó lên 28 đến 30 nhưng mà nếu mà con đích mà nó vào thì sao gì nó có dư địa về lại những cái vùng giá 40 nha anh chị nhé, hay là con đất xanh này nó vào sống thì cái dư địa của nó về lại 24 đến 28 có nghĩa là cái dư địa trong mọi cái nhịp tăng trong một cái thời điểm mà nó vào á nó sẽ tốt hơn còn thời điểm trước này thì không bằng cái là cái con nam từ liêm là con mạnh nhất nó tạo ra được một cái biên độ tăng tốt nhất lưu ý anh đó là những cái vị thế chị mình mua dưới này này anh chị mình nắm giữ có nghĩa là những con này anh chị mình nắm giữ bình thường nhưng mà em xét về cái dư địa để mà nó tăng cho một cái nhịp độ mới Thì những cái con này nó gần những cái vùng nền số 1 này, này, Nó sẽ có những cái dư địa nó tăng Gọi là nó là tạo ra một cái biên độ lợi nhuận nó tốt hơn Đơn cử giống với cái dòng khu công nghiệp đầu tư công Em có cập nhật với anh chị mình Cái con khỏe nhất là cái con FCN Đúng không ạ? Những con này nếu mà kia cung á, Anh chị mình có thể vào đánh được Nhưng mà hiện tại nó đang gần với những cái vùng nào sẽ gì? Vùng đỉnh, vùng đỉnh trong năm của nó này Đấy, có nghĩa là cái trong một năm qua cái doanh nghiệp nó có thay đổi gì không cái ngành nó có những cái thay đổi gì không đúng ạ đấy thì chị mình sẽ thấy là cái gọi là nó xa những vùng nền một này nên là cái dư địa tăng tiếp tục á có thể là nó lên vùng giá gọi là nếu mà nó tăng tiếp á thì có thể là lên vùng giá 18 20 nhưng mà những cái con ở nền một này giống như con VCG này là sao gì nó đang ở những cái vùng nền số 1 có nghĩa là nó đang gần với những vùng này thì cái dư địa để mà nó tăng á nó sẽ tốt hơn thì những cái con này, này là những cái con anh chị mình phải chú ý tới sau một cái nhiệt độ điều chỉnh này của thị trường. tại đối với nhóm mình đầu tư công, rồi à còn LCG thì sao vậy? LCG nó chưa kia cung, thì chỉ mình chờ đợi những cái điểm kia cung á dòng tiền vào quyết liệt thì chị mình đánh được, rồi đấy à, nó hiện tại nó đang gần đến số 1 này, nhưng mà đi mua thì chị mình nên chờ đợi một cái vùng kia cung, ha à, hay là những con này gì? HCV được này kia cung dòng tiền vào này, những con này test lại thì nhìn chung là cơ bản những con này sao gì nó đang tạo ra một cái thế nên nên trong nên đúng không ạ tạo ra một cái nền, nền, số 1 này nền số 2 này nền số 3 này anh chị thấy giống cái mà cổ phiếu này anh chị giống với cái nhóm mình chứng khoán đấy nó tạo ra ba nền sau đó nó sẽ có một nhịp chạy nước rút đấy những cái con này anh chị mình có thể mình canh được lưu ý à để làm nói về cái mà cổ phiếu để cho anh chị mình có thể mình chú ý hay những con C4G cũng được đúng không ạ cái vùng nền của nó nó có đấy đây là những con này này nó đã có những nhịp vụ rồi mấy à. hôm trước có đề cập với anh chị mình con này nếu mà chưa có điểm vụ thì mình đừng tham gia nhưng mà đó, bắt đầu giai đoạn này nó gì nó có những điểm vụ rồi này Giờ đồng sau cứ công bằng kia cung anh chị mình lao vào mình đánh Cứ kia cung anh chị mình vào Không có vấn đề gì cả đâu Lưu ý, à phải canh những cái con này à, Còn những cái mà cổ phiếu giống anh là à, khu nghiệp, công nghiệp EDC chưa kịp cung này Nhìn chung là có hàng nắm giữ thôi chứ không ưu tiên mua mới ha KBC này anh chị không? Ngày hôm nay sao chị Cái cơ bản là cổ phiếu nó đang có xu hướng Đúng không à? ạ Thì anh chị làm sao Ngày hôm nay nó điều chỉnh nè Điều chỉnh nhưng mà về nó test nền thôi Tại vì dòng tiền quyết liệt này có vùng kia cung này đúng không? cung xong gì, nhận tượng mở biên vào, sau những điểm đánh kia cung anh chị thôi. Cổ phiếu nó đi an toàn và đi lên luôn, đúng không? ạ? S, uh, S, S tương tự như thế này, đúng không? Cứ kia cung dòng tiền vào anh chị thôi, đánh rất thoải mái, nay hàng về hấp thụ tiếp. Thì sao chị con này nó còn sống mà, chỉ nó có hàng cứ nắm giữ hết sống, nha. Còn nhưng mà riêng đối với con VGC á, thì em sẽ canh cơ cấu. Tại vì sao như thế? Tại vì lúc này nó giống với con V á là nó đang ảnh hưởng bởi những cái mà cổ phiếu lái nên á là cái phiên ngày hôm nay nó đã mất đi một cái xung lực tăng trong ngắn hạn đối với cổ phiếu là cái thứ hai á, là những cái câu chuyện về kế về những cái cổ phiếu lái trong nhịp độ sau á, thì nhà tư mình sẽ e dè và những nhà tư e dè thì nó sẽ không tạo nên những cái câu chuyện hấp dẫn Đó nên là những con này em sẽ canh cơ cấu trong những cái nhịp độ sau á có nghĩa là những cái thuộc những cái phơm mình cơ cấu ha còn những cái con mà canh mua vào á, thì em có cập nhật với anh chị mình những cái con giữ nền được trong những cái nhịp độ này gọi là tầng gọi là một test nền nó hồi phục rất là nhanh cái thứ hai á, là đang vận động ở những cái yếu tố đỉnh và gần đỉnh đấy sẽ là những con khỏe mà anh chị mình cần chú ý tới ha nhóm anh công nghiệp đầu tư công tiếp theo nhóm anh dầu khí này bây thì hơi yếu rồi nha đấy, những cái con giống như con bvb này đấy, ngày mai hàng về xem xét như thế nào nhưng mà cái phiên này là đã mất đi một xung lực tăng trong cái ngày có thể ngày mai nó test về nền này, này nó sẽ mất thời gian thêm một chút ha đấy, có thể là những cái nhóm ngành dầu khí á anh chị trong giai đoạn này chị mình chưa nên mua vội đâu mình nên chờ chờ thêm ha chờ thêm cái đầu tích lũy sâu những cái yếu tố hấp gọi là cái yếu tố lực bán như thế này nó vẫn cần phải hấp thụ có thể ngày mai nó test về lại vùng này này đấy cứ cân bằng cái cung chị mình la vào anh chị mình đánh giống như con BVS đó, nó giống với con nào anh chị anh chị mình sẽ thấy giống với con STB trong giai đoạn trước á trong giai đoạn năm năm 2020 này này đấy có nghĩa là à, đang trong một cái nhịp độ tăng á nhưng mà cổ phiếu nó bị à, bị à, bị kịp thanh khoản đúng không ạ à, đây này Đấy, nó đang tạo ra một cái nó giống như con bi anh chị tạo ra một cái nhịp độ tăng rất mạnh nhưng mà nhưng mà đang đi lên bắt đầu nó kiệt thanh khó thì sao gì nó sẽ bắt đầu nó sẽ tạo ra một cái xuất hiện một cái yếu tố dụ bỏ với một cái thành công lớn này Đấy, sau một cái vô định dụ bỏ anh chị mình thấy này Đấy, nó tạo ra được một cái vùng kiết cung như thế này này Đấy, bắt đầu dòng tiền hướng lên sao gì anh chị mình đánh vào đúng mà bắt đầu dòng tiền hướng lên này nó hướng lên bắt đầu mở biên những con mở biên này dòng tiền biến lên hết dần rồi anh chị mình đánh vào nói là cũng bi tương tự như thế Nên là cái quan sát trong những cái cấu trúc tiếp theo á mà nó tạo ra được một cái vùng kiết thanh còn đó, đó sẽ là những con chạy sóng tiếp theo nhưng mà cái quan trọng là cái tính thời điểm nào nha chị nha có nghĩa là em đánh giá với chị mình nó có khả năng đi lên tiếp tục nhưng mà cái thời điểm nào là cái thời điểm nó chọn thị trường chọn cái dòng đó để mình mình đánh tại vì cái mọi cái dòng mọi cái cổ phiếu nó đều có một cái tính thị trường cả đấy nó là những con này sao chị có thể là nó sẽ chạy chăm nhịp hơn để mà nó tạo ra một cái mẫu hình gọi là cấu trúc gọi là cấu trúc tạo ra một cái vùng cân bằng kỳ cục đó là giống như STB ấy, mờ biên lên là đánh. Sau khi cùng mờ biên đánh. Lưu ý ha. BVD tương tự này. Các ngày mai nó test về vùng này. Vùng này là cái thanh còn, còn là cái vùng nó biến động lòng á nên là tường vùng này nó sẽ còn là nó sẽ kiếm chứng lại vùng này. Nhưng mà đừng đừng, đừng nên mua trong một cái nhịp độ hồi phục đầu nha anh chị nha. BVC này tương tự như thế này, có thể ngày mai nó test về lại vùng này này. Đây cũng là một cái vùng cản cự lớn. Nhà thường chờ đợi những cái yếu tố kiệt biên siết siết biên kiệt cung thì vào. Đấy, đối với những cái nhóm ngành này ha. Tiếp theo qua những cái trạng thái nhóm ngành thép nếu mà thép thì em ưu tiên cho anh chị mình còn năm kim thôi đánh năm kim là yếu tố kia cùng này à, thì đánh nó dễ còn những con hò phát hò phát gọi là đối với những anh thép nha anh chị nha là cái những cổ phiếu hò phát mà nó vào á thì cái dòng này nó đã vào sóng rồi nha anh chị nha nhưng mà em đánh giá là nó nó chưa mạnh thôi có nghĩa là chưa tới cái thời điểm của nó thôi chứ còn cái dòng này nó cũng đã vào sóng rồi nha hay là hò sen này hò sen này sắp tới nó chưa cổ tức á nên là thường những con trước khi chia anh chị thấy là cổ phiếu nó nó mang tính chất nó cầm chừng nó có nông tạo ra được một vùng kiệt cung này có thể là sau chia nó sẽ đánh đối với những con này này lưu ý ha à, là năm, kim thì hiện tại bây giờ nó đỡ cũng tốt hơn đó nên là chú ý dòng thép đối với chú ý mà cổ phiếu năm kim ha tiếp theo cái dòng ngân hàng thì chị mình nên chỉ nên đánh những cái con đi lên thôi mb này đó, cái bản chất đó, cái dòng ngân hàng á nó sẽ đóng góp rất là nhiều vào cái chỉ số tăng của thị trường nên là khi mà nó tăng á thì nó sẽ tác động rất là nhiều vào cái yếu tố về mặt chỉ số nên là có nghĩa là anh chị mình thấy là cái vùng nền này nè mà để nó nhân hai lên á Nhân đôi giống như cái dòng chứng khoán này chẳng hạn Thì hiện tại bây giờ giá 18 Thì nhân đôi sao gì Giá 36 có nghĩa là gấp nó, nó cao hơn cái vùng đỉnh, đỉnh này luôn Đúng không à? ạ Mà cao hơn vùng đỉnh này á Nếu mà cái mà nó nhân được như thế Gọi là em đây xét về cái biên độ lợi nhuận nha anh chị nha Cứ là mà nó tăng được như thế Thì thị trường của ta lúc đó đã cỡ ngàn năm rồi Hoặc là hơn ngàn năm đấy thì lúc đó sao gì Cái dòng chứng khoán này là cái dòng mạnh nhất Đúng không à? ạ Cái dòng gọi là mang lại yếu tố lợi nhuận tốt nhất đúng không à? ạ Đấy, nên là nhìn chung về mặt cái sống á, thì em vẫn đánh giá cái nhóm ngành à, ngân hàng nó vẫn sẽ khả năng, đi lên và ngân hàng đi lên á, thì nó sẽ tạo ra một cái cơn sóng to cho thị trường lưu ý à nhưng á, mà cái biên độ sinh lại á, thì nó sẽ không bằng cái những cái nhóm ngành giống như là chứng khoán thì hồi hồi trước giờ rồi chứ không phải là mới bây giờ lưu ý à nhưng mà sao chị bắt đầu nó công bằng vùng, vùng lên trên này đó, những con này sao chị siết biên một chút nữa hiện tại biên nó hơi lỏng là có thể ship biến một chút nữa anh chị mình đánh được trong nhiệm đầu sau còn nhịp trước này anh chị không? em có cập nhật với anh chị mình test cung liên tục về khả năng bùng nổ nữa nên là đánh đánh những cái con kinh trên đó nhưng mà tác công banh này hôm nay cũng đóng được cao trong phiên kia cung này ta cao trong phiên dòng tiền vào thì nó sẽ còn đánh tiếp đấy đánh những cái đánh những cái con này này còn những cái con những CTG thì nó vẫn có khả năng để lên lên lại vùng này này hay là OCB cũng đẹp này OCB thì sao không chị? OCB cũng đẹp này đúng mà bùng nổ lên tạo ra một cái vùng này nó sẽ còn có những cái gì để tăng đấy, đánh thì lựa chọn những con này này hay là STB tương tự như thế ETB không đánh được nhưng mà ngày hôm nay nó xuất hiện một cái yếu tố với một cái thanh cầu lớn thì thường nó sẽ mất thời gian như anh chị nó thường nó sẽ mất thời gian là mất thời gian để mà nó cân bằng trở lại thì nhưng mà sau những cái giúp độ chính này cân bằng trở lại có thể cũng có thể lưu ý tới đối với nhóm ngành là những cái con mà nó thuộc dạng nó đã có trend rồi này đó thì lưu ý ha rồi những cái mà cổ phiếu giống như là SHB, SHB, có hàng năm dự chứ chưa có điểm mua vi banh này vi thì nhìn chung là nếu mà muốn mua em đánh giá đó anh chị mình chị đừng nên mua ở những cái phiên bùng nổ Và chỉ nên mua những cái điểm test lại thôi đấy riêng đối với nhóm ngành ngân hàng em cứ như với chị như thế nhưng mà vi vẫn là một cái con nó thuộc dạng lên sau nha chị có nghĩa là nó về lại viên trên thôi đấy, nó vẫn có khả năng về lại biên trên nhưng mà đánh á thì đánh giá với chị mình nên đánh những cái con nó đang thuộc dạng kênh trên ấy, thì nó sẽ phù hợp hơn có nghĩa là nó đã bức thoát được một nhịp rồi đối với nhóm ngành ngân hàng, hàng ấy, thì nó sẽ tốt hơn Đấy, có nghĩa là nó tạo ra được những cái dịp đầu đầu nhưng đó, đấy là một vài cái yếu tố mà muốn nhắn gửi với anh chị mình trong cái kênh youtube này thì em dự kiến với cái thị trường của chúng ta là có thể là phiên ngày mai hoặc là cái phiên ngày mốt nó sẽ bắt đầu nó có những cái điểm cái điểm vào đối với cổ phiếu thì những cái con mà em lựa chọn với anh chị mình á thì cũng là những cái mạng cổ phiếu mà nó có những cái yếu tố những cái lực đỡ tốt đúng không ạ nó có những cái sự vận động nó giảm ít chất nhưng mà khi mà nó hồi phục nó hồi phục mạnh nhất mà mình phải lựa chọn vào những con nó có khả năng nó tăng gọi là có khả năng nó dẫn dắt trong những cái nhịp độ sau tại vì sau mỗi cái nhịp độ điều chỉnh thì thị trường chúng ta nó sẽ xuất hiện những cái mà cổ phiếu mạnh đó là những cái mã cổ phiếu mà em có đề cập với chị mình trong cái kênh trong cái video ngày hôm nay thì chị mình có thể mình chú ý tới còn những cái mà cổ phiếu mà chị mình cần cơ cấu chính là những cái con mà nó có những xuất hiện những yếu tố trước biên với một cái thành phần lớn thì đấy sẽ là những cái con mà nó thuộc diện là chị mình phải cơ cấu cơ cấu ra cơ cấu còn yếu để chi để mà mình có cái hàng mức mình mua vào những cái con khỏe là cái biên độ lợi nhuận của chị mình nó sẽ tốt hơn à, anh chị lưu ý à, thì đó là một vài cái yếu tố mà muốn nhắn gửi với chị mình trên cái kênh youtube này thì nếu mà chị mình thấy hay đừng quên like và subscribe kênh để mà nhận những cái thông báo mới nhất cũng là những cái động lực để mà làm ra những video tiếp theo nếu mà chị mình thấy phù hợp với quan điểm đầu tư của chị mình thì chị mình có thể liên hệ với em qua số điện thoại 0339 079 để mà cùng đồng hành cùng em trong room khách hàng mình nhận những cái khuyến nghị nó cụ thể nhất nó sâu sắc trong phiên ha thì em cũng xin kết thúc video tại đây trước khi chị mình rời đi đừng quên để lại một nút like và một subscribe kênh cũng như ủng hộ tinh thần cho uh, em để mà làm những cái video sau nó tốt hơn ha thì em cũng xin kết thúc video tại đây em xin kính chào chị mình